Hẳn ngon, chả nó phải non. Hello mọi người, hôm nay mình về Đồng Nai nè, đang mùa xoài. Thế là mấy đứa em mình nó rủ đi hái xoài chấm mắm đường. Mình cũng xung phong ăn tại cây á, tại vì mình nghĩ á, những cái trái xoài còn trên cây thì nó sẽ rất là giòn á. Thế nhưng tưởng xoài non á, thì ai ngờ nó chín vàng bên trong hết trơn rồi. Nó không có ngọt mà nó cũng ít có chua. Nói chung là chấm mắm đường thì nó không có hợp tí nào hết. Mấy đứa nhỏ thì đang thèm xoài chấm mắm đường, thấy vậy cây tụi nó tiêu nghỉu à, bèn chuyển sang đi hái mận. Cây mận thì trái cũng mới vừa chớm già thôi, nhưng có vẻ cái vị chát chát như vậy mới thu hút được mấy cô cậu sinh viên năm 2 này ha. Mình nhớ hồi nhỏ đó, cứ được bạn bè rủ về nhà chơi là thích hái mận hái xoài ở nhà bạn lắm. Mặc dù là nhà mình cũng có nhưng mà nhiều khi mình không có thèm hái. Đến nhà bạn thì không biết vì lý do gì mà thấy mấy cái cây trái nhà nó hấp dẫn hơn. Còn hãy mà bạn bè tới nhà chơi á, thì mình cũng rủ hái dừa, hái lý này cho tụi nó ăn. Mặc dù nhà tụi nó cũng có, nhưng mà tụi nó vẫn thích ăn ở nhà mình. Ngộ vậy đó. Cái điều này cũng lạ ha, không biết là mọi người có thấy lạ không? Mỗi lần đi tới nhà ai hoặc đến một cái nơi nào đó mà có cây, có trái á, là đa số chúng ta sẽ rất thích hái. Mặc dù là ở nhà cũng có mà đâu có thèm hái, đâu có thèm ăn đâu. Chắc có lẽ là thích vui chơi là chính á. Giống như hôm nay nè, hết hái mận xong rồi chuyển qua hái xoài. Còn mấy cây mít nữa nhưng mà chắc còn non nên thôi tha cho nó.